Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thảo. Chủ đề hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau một cái chủ đề, đó chính là kiểu con trai mà con gái ghét cay ghét đắng. Các bạn tránh những cái kiểu này. Nhiều khi các bạn nam không biết được là con gái muốn cái gì, con gái thích cái gì, con gái ghét cái gì. Thì hôm nay sẽ là một cái video để chia sẻ với tất cả các bạn nam 10 cái kiểu đàn ông sẽ khiến con gái ghét, và từ đó các bạn sẽ có những cái cách phù hợp để mình không trở thành người đàn ông bị con gái ghét. Bởi vì cho dù là mình là như thế nào đi chăng nữa, nếu mà mình mở đẹp hơn trong mắt phụ nữ thì mình sẽ có một cái nền tảng để mình có thể hạnh phúc hơn. Thế nên là biết được những cái kiểu người đàn ông khiến con gái ghét, để từ đó đàn ông sẽ trở nên hấp dẫn và cuốn hút hơn trong mắt con gái nha. Điều đầu tiên mà con gái sẽ ghét cay ghét đắng các bạn ấy, đó chính là bạn không tương tác trên mạng với con gái. Ví dụ bạn tán cô ấy, hoặc ví dụ các bạn đã là người yêu của nhau rồi nhưng mà các bạn lại không tương tác trên mạng xã hội với cô ấy. Ví dụ cô ấy đăng một chiếc ảnh, sao bạn không nhấn like ngay lập tức khi mà cô ấy đăng? Đó sẽ là cái kiểu tương tác với các bạn, hoặc là để lại những cái comment nó rất là tốt đẹp dành cho cô ấy, thì đó là cái kiểu tương tác rất là tuyệt vời. Nhưng có những người đàn ông họ không bao giờ họ tương tác với người yêu của mình, thì sẽ khiến cho con gái có cảm nhận rằng mình không được yêu, mình không được trân trọng. Con gái sẽ ghét, thế thôi. Con gái ghét cái kiểu đàn ông mà cứ chỉ tương tác trên mạng xã hội với những cô gái khác, với những người khác mà không tương tác với mình. Mình là người yêu mà không tương tác thì thôi. Thậm chí mình tán tỉnh cô ấy, mình cũng, nếu mà mình tương tác trên mạng xã hội thì con gái cũng rất là thích. Con gái sẽ thích cái người tương tác với mình, chứ không phải là cứ nhìn thấy mình nó bơ đi. Nhìn thấy mình mà bơ đi, con gái chắc chắn sẽ không thích. Điều thứ hai con gái sẽ ghét, đó là các bạn tự sướng quá nhiều. Khi mà bạn suốt ngày hở ra cái là chụp ảnh, hở ra cái là đăng ảnh, thì kiểu như không tập trung vào cái mối quan hệ, cũng sẽ khiến cho con gái rất là bực bội, rất là tức. Bởi vì đôi khi cái cảm xúc của con người nó chi phối mình rất là mạnh mẽ. Có những một cái câu nói mà bạn có thể nói ra, nhưng sẽ khiến con gái nghĩ rất là lâu, nghĩ rất là nhiều, làm cạn kiệt cả năng lượng của cô ấy nữa cơ. Nói chung là cái sức tàn phá nó khủng khiếp, nó lặng lề lắm, chỉ cần một lời nói thôi. Thế nên là có một cái câu châm ngôn là phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Chúng ta hãy nói ít đi và chúng ta cảm thông với nhau nhiều hơn, để từ đó chúng ta có thể có được hạnh phúc. Cái điều thứ ba mà con gái sẽ ghét cay ghét đắng đàn ông, đó chính là đàn ông cứ cởi mở trên mạng xã hội, nhưng mà ngoài đời thực thì họ không cởi mở đâu. Ví dụ trên mạng xã hội họ có thể chia sẻ rất nhiều thứ, chia sẻ rất nhiều quan điểm, chia sẻ rất nhiều, rất mọi điều. Nhưng mà ngoài đời thực, đối với cô gái, người yêu của mình, thì bạn ấy chả chia sẻ cái gì cả, chả nói cái gì cả, chả cho người ta biết về điều gì cả. Bạn sống khép mình hơn, thì kiểu đó con gái cũng không thích nha. Kiểu thứ tư mà con gái sẽ ghét cay ghét đắng, đó là cái sự than vãn. Bất kỳ một người đàn ông nào mà có cái sự than vãn thì con gái sẽ không có cái cảm xúc tốt đẹp về người đó. Bởi vì cho dù là đàn ông hay phụ nữ, chúng ta vẫn cần phải mạnh mẽ trong cuộc đời, chứ không phải là cứ gặp khó khăn mà chúng ta than vãn. Đôi khi có những cái khó khăn khiến cho chúng ta có những cái trải nghiệm mới, có những cái bài học mới, có những cái kinh nghiệm mới, để chúng ta có cái cách đi đúng đắn hơn, có những cái cách đi mà tốt nhất dành cho mình. Thế nên là bạn đừng có mỗi khi mà gặp những cái biến cố, những cái nghịch cảnh, các bạn lại than vãn. Đàn ông đừng làm như điều đó. Các bạn là những người mạnh mẽ trong mắt phụ nữ, thì các bạn luôn luôn là những người mạnh mẽ, những người bản lĩnh. Hãy thể hiện ra điều đó, thay vì các bạn than vãn và trách móc bản thân nha. Điều thứ năm, trái ngược cái việc mà các bạn than vãn, là các bạn lại kiêu căng và ngạo mạn. Điều đó cũng sẽ khiến con gái không thích một chút nào. Đừng có tỏ vẻ là tài giỏi, tỏ vẻ là ta biết tất đây. Trên đời này chả ai là người biết tất cả mọi thứ cả. Cho dù bạn giỏi đến cỡ nào, cho dù bạn thông minh và tài trí đến mức nào, thì cũng có những điều bạn không biết.
Thế nên là đừng có tỏ vẻ là mình là người biết tuốt, mình là người giỏi hết. Bạn cứ khinh thường người này, khinh thường người kia, coi thường người này, coi thường người kia, và con gái sẽ biết được là có thể bây giờ anh ấy không coi thường mình nhưng chưa biết được, có thể là không có mình ở đây, anh ta cũng kiêu căng ngạo mạn và coi thường mình y chang như vậy. Thế nên là con gái sẽ rất là kỹ. Điều thứ 6 mà con gái cũng ghét cay ghét đắng đó là cái việc mà bạn khoe khoang nhậu nhẹt trên mạng xã hội. Khi mà các bạn cứ khoe khoang nhậu nhẹt trên mạng xã hội sẽ khiến cho người ta có cái cảm giác không tốt về bạn, họ sẽ không thích. Và đó như cái kiểu trẻ con ấy, một người trưởng thành họ sẽ không làm như thế. Một người trưởng thành họ sẽ có cái suy nghĩ chín chắn hơn, những cái hành động chín chắn hơn, chứ họ không lông lổi bột phát như kiểu khoe khoang, như kiểu thể hiện. Điều thứ 7 khiến con gái rất là ghét ở đàn ông đó chính là các bạn đi like những hình ảnh đẹp của các cô gái khác ở trên mạng. Khi mà cô ấy lên mạng và cô ấy thấy là bạn cứ like hết các hình ảnh cô gái này, cô gái kia, thì con gái sẽ cảm thấy rất là buồn. Thì điều đó chứng tỏ là bạn cũng không dành tình cảm nhiều cho cô ấy đâu. Nếu mà bạn dành tình cảm nhiều cho cô ấy thì bạn cũng cần phải biết được là đừng có like hình ảnh của các cô gái khác. Đôi khi có những bạn nam thì cứ cho rằng mình cứ like người nọ, like người kia thì có gì đâu, mình vẫn yêu cô ấy mà. Nhưng các bạn cần phải biết là một cô gái, cô cảm giác được yêu khi bạn luôn luôn dành tình cảm cho cô ấy, chứ không phải là tuy cái like đó nó không là cái gì đâu, nhưng nó lại biểu lộ là bạn yêu cô ấy nhiều hay không đấy, mà tự bạn cũng có thể cảm nhận được. Nếu mà một người đàn ông cứ hay like hình các cô gái khác thì con gái sẽ cảm nhận được là người đàn ông này không dành cho mình, người đàn ông này không thực sự yêu mình. Mà một khi bạn chỉ có like một mình cái hình ảnh của cô ấy thôi, bạn luôn là người like đầu tiên, luôn là người bình luận đầu tiên, thì con gái sẽ thấy sung sướng vô cùng, sẽ thấy hạnh phúc vô cùng, và cô ấy cảm giác như là mình được ưu tiên ấy. Thế nên là đàn ông các bạn phải tinh tế một chút, bằng cái cách là các bạn sẽ không nên like các hình ảnh cô gái. Khi mà các bạn đã có người yêu rồi, các bạn đừng lên like các hình ảnh các cô gái khác, để từ đó người yêu cảm giác là không an toàn, không hạnh phúc. Cái điều thứ 8 mà con gái ghét cay ghét đắng vào bạn đó chính là các bạn đi chơi cùng cô ấy, các bạn cứ nhìn chằm chằm vào những cô gái đẹp khác. Tuy nhiên có những cái cô gái, cô ấy sẽ bảo bạn là ô anh ơi cái bạn kia xinh nhỉ. Nếu mà cô có nói thế thì bạn cũng đừng lên nhìn chằm chằm vào cô ấy như ăn tươi nước sống cô ấy. Đi với người con gái của mình, sau lại nhìn cái cô gái xinh xinh ấy, sau đó cứ thèm gió dãi ra, thì khi đó bạn mất giá trị vô cùng. Cho dù con gái thấy cô ấy đẹp thật đấy, nhưng mà con gái sẽ cảm thấy rất là buồn, và con gái sẽ cảm thấy bạn không phải là người của cô ấy, bạn không phải là người cô ấy cần trong tương lai. Một người cô cần trong tương lai là cho dù có cô gái cô xinh thật đấy, cô gái đó đẹp thật đấy, nhưng mà cô gái đi bên cạnh bạn vẫn là đẹp nhất, cô gái đi bên cạnh bạn vẫn là xinh nhất. Cho dù trong lòng bạn có thể nghĩ là cô ấy xinh hơn cô gái của bạn, nhưng mà nếu mà bạn nói ra được là anh không quan tâm đến cô gái khác, thì khi đó bạn lại nâng cao giá trị trong mắt con gái. Mà một khi cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con gái, không khen nấy khen đẻ, xong rồi thậm chí còn bỏ bê cô gái của mình, xong rồi chạy ra nói chuyện với cả cô gái kia để kiểu như là tán tỉnh, chinh phục cô gái đó, thì khi đó bạn thấp giá vô cùng, khiến con gái coi thường vô cùng luôn. Điều thứ 9 mà con gái ghét cay ghét đắng đó là những cái người đàn ông ăn nói thô tục. Tất nhiên rồi, trong cái xã hội văn minh này thì sẽ có ít những người đàn ông nói thô tục, nhưng mà đôi khi những khi tức giận vẫn có những người đàn ông ăn nói thô tục, thậm chí thể hiện ra là những cái kiểu rất là thô tục mà các bạn không để ý, các bạn cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà con gái cực kỳ kỵ những cái điều đó, mà những cái đó cũng kỵ trong tình yêu của bạn. Bạn muốn có hạnh phúc, bạn đừng bao giờ nói những lời thô tục. Cho dù tức giận, các bạn còn không được tức giận, thả giảm thiểu cái sự tức giận nhiều hơn, để khi đó các bạn mới có thể có được hạnh phúc. Một khi cái lời thô tục, cho dù trong cuộc sống, cho dù trong tình yêu, không ai có thể chấp nhận được những lời nói thô tục. Mà mình nghĩ rằng đôi khi có những người phụ nữ sẽ nói nhiều hơn đàn ông, nhưng mà đàn ông còn thể hiện cái hành vi ấy, hành vi thô tục, hành vi bạo hành,
đối với phụ nữ thì con gái ghét vô cùng nếu mà các bạn thể hiện ra như thế, sẽ mất điểm trong mắt con gái, và con gái thấy đây không phải là người đàn ông sẽ tiến tới trong cuộc đời của mình. Mà một người phụ nữ họ tinh tế, một người phụ nữ từng trải, một người phụ nữ hiểu chuyện thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông như thế đâu. Trừ khi những người phụ nữ họ không biết giá trị của mình, họ không biết mình cần gì, họ không biết mình muốn gì, thế nào cũng được thì họ mới chấp nhận bạn. Thì như kiểu mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Bạn tốt đẹp, bạn sẽ gặp người phụ nữ tốt đẹp. Bạn là người hiểu chuyện, bạn sẽ gặp người phụ nữ hiểu chuyện. Bạn là người tinh tế, bạn ăn nói có duyên, bạn ăn nói nhã nhặn, bạn sẽ gặp những người phụ nữ nhã nhặn và tử tế. Và cái điều cuối cùng của một người đàn ông mà phụ nữ ghét cực kỳ đó là bảo thủ và không có ý chí, luôn luôn kiểu như là bảo vệ cái ý kiến sai của mình. Xã hội thì ngày càng phát triển đúng không? Những cái tư tưởng mới thì có rất nhiều đúng không? Có thể tư tưởng này hôm nay là đúng, ngày mai nó đã là cũ rồi. Và người đàn ông kiểu cứ nghĩ là mình biết tuốt rồi, mình nghĩ là trên cái đời này là mình hiểu hết rồi, và mình không tìm hiểu những cái điều mới sẽ khiến con gái thấy bạn thụt lùi quá. Và nhất là các bạn lại không có ý chí nữa. Nhất là cái cô gái mà tử tế, những cái cô gái mà hiểu biết, những cô gái tinh tế, những cái cô gái mà từng trải, cô ấy sẽ muốn những người đàn ông có ý chí. Bởi vì chỉ có ý chí các bạn mới có được những cái thứ mà mình mong muốn. Chỉ có khi các bạn có ý chí các bạn mới đạt được những điều mà mình mong muốn. Một khi các bạn không có ý chí các bạn sẽ không làm được cái điều gì cả. Thế nên là một người đàn ông có ý chí luôn luôn được con gái trân trọng, tôn trọng. Và khi mà các bạn luôn luôn bảo thủ với cái ý kiến của riêng mình thì con gái sẽ coi thường những điều đó nha. Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình, 10 kiểu đàn ông mà con gái ghét cay ghét đắng. Từ đó các bạn cũng có thể rút ra bài học cho chính mình để mình trở thành một cái người tràn đầy năng lượng, một cái người đàn ông trưởng thành, một cái người đàn ông hiểu chuyện, để từ đó chúng ta cũng gặp phải cái cô gái mà cô hiểu chuyện, cô từng trải, cô tuyệt vời đến với cuộc sống của chúng ta nha. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.